Chuyện những chị gánh anh thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Dốc Pha Đin, chị gánh anh thồ, đèo Lũng Lô, anh hò chị hát. Dù bom đạn, xương tan thịt nát, không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh. Vượt qua đèo cao suối sâu, quang gánh xe thổ của các cô gái chàng trai từ miền xuôi đến miền ngược đã vận chuyển kịp thời quân lương, quân giới cho bộ đội. Giờ đây, những chàng trai cô gái tuổi 18 đôi mươi năm nào đã trở thành ông già bà lão. Song ký ức về những ngày tháng gian khổ mà hào hùng đó không bao giờ phai mờ trong trí nhớ. Hãy cùng Chân Dung Lịch Sử tìm hiểu về những năm tháng ấy trong video ngay sau đây. Những siêu anh thổ. Lời hiệu triệu toàn dân tham gia vận tải lương thực phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ thôi thúc chàng trai trẻ Trần Khôi, sinh năm 1927, nay ở số 10 đường Ngô Văn Sở, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, lên đường. Sau khi vượt qua các vòng sơ tuyển, ngày 7 tháng 2 năm 1954, ông Khôi xuất phát từ phố Bôn, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, lên xã Xuân Lập, họ Xuân, nhận lương thực để thồ. Đồ nghề vỏn vẹn một chiếc xe đạp. Thời này có hai loại xe là Saint-Étienne, Pháp và Praha của Tiệp Khắc, cùng vài bộ quần áo. Tại đây, ông cùng hàng trăm nam thanh niên nữ tú khác đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển mỗi người 50kg gạo từ kho lương Xuân Lập lên kho ở Suối Rút, Hòa Bình. Tập kết gạo xong, binh trạm thành lập ban chỉ huy đại đội C101 với 8 tiểu đội khoảng 100 người và 6 đồng chí trong ban chỉ huy. Đồng chí Nguyễn Hổ làm đội trưởng, Trần Văn Bê đội phó và ông Khôi làm chính trị viên kiêm bí thư chi bộ. Nhiệm vụ của đại đội là vận chuyển lương thực tuyến từ Thanh Hóa lên Suối Rút. Ông Khôi nhớ lại, ngày ấy gian khổ không lời nào tả hết, đường rừng thì hiểm trở, dốc cao, vực sâu, đá tai mèo lô nhô, sên bắt, thú rừng, bủa vây. Trong khi đó chúng tôi phải thồ thêm cả mấy yến gạo, đi mò trong bóng đêm để tránh bị địch phát hiện, nên người nào người nấy là thương tích đầy mình. Trong quá trình tải lương cũng phát sinh nhiều khó khăn, nên đồng đội đã nảy ra nhiều ý tưởng sáng tạo rất hay. Đầu tiên là phải kể đến nhóm Tam Tam. Nhóm gồm có 3 xe thồ đi cùng với nhau nhằm giúp đỡ khi mà có sự cố dọc đường. Mỗi khi mà xe lên dốc, hai xe còn lại tấp vào lề đường. Một người sẽ dùng dây thừng buộc vào cổ xe đi trước để kéo, một người thì đẩy từ phía sau, người còn lại điều khiển xe bằng tay ngai, cọc thồ. Vất vả nhất là khi xuống dốc. Ngoài người cầm gác ba ga kéo, một người giữ ghi đông, giảm tốc độ, thì người ở giữa phải vừa điều khiển xe, vừa lấy dép cao su làm phanh. Nếu mà gặp phải trời mưa, đường trơn trượt, dẫm phải đá tai mèo, thì chân tứa máu luôn. Băng bó xong, mọi người lại tiếp tục hành quân. Đến giai đoạn nước rút, cuộc tổng tấn công sắp nổ ra, yêu cầu cấp thiết là phải có thêm nhiều lương thực, vũ khí hơn nữa, nên C101 phát động phong trào tăng năng suất. Để thực hiện phong trào này, ngoài việc biểu dương, khen thưởng những anh em thổ gạo nhiều, đại đội yêu cầu mỗi đảng viên tiên phong thổ từ 50kg lên 100-150kg nhằm làm gương cho quần chúng noi theo. Chỉ tiêu một cục, một bao, từ đó được phá vỡ. Người yếu nhất cũng thổ được 2 cục, thậm chí có người thổ đến hơn 3 cục. Điển hình như anh Nguyễn Văn Đăng thổ đến 175kg. Bài toán tăng năng suất được giải thì khó khăn mới lại tiếp tục nảy sinh. Đó là tình trạng thủng xăm, vỡ lốp. Nhiều người phải xé chăn chiên, áo may ô, thậm chí cả quần lót để băng bó xăm. Đối với lốp thì cắt tanh lốp trong, sau đó lồng lốp thứ hai vào nhằm hạn chế đá tai mèo, sức nặng của lương thực làm hỏng xe. Việc đóng hàng sao cho chắc chắn cũng là một vấn đề nan giải. Và giải pháp chính là buộc dây thành võng từ đầu xe đến gác ba ga để xếp gạo theo kiểu trồng củi. Ông Khôi tự hào nhắc lại ký ức một thời khói lửa. Dù cho bom đạn nổ sát bên tai, nhiều đêm phải ngủ giữa rừng, một mảnh ni lông trải trên đất lấy chỗ nằm, một nửa thì phủ lên người che xương cho đỡ lạnh. Mỗi rừng cắn làm anh em sốt rét, da rẻ vàng vọt, thiếu cơm ăn nước uống, nhưng không có một ai kêu ca, bỏ cuộc. Trong đêm, những câu hò điệu ví vang lên động viên nhau. Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh,
để hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp vận. Quyết không bỏ một hạt gạo. Không thua kém đàn ông trai tráng, đoàn nữ dân công gánh bộ cũng hừng hực khí thế. Vượt hơn 500 km xuyên rừng, lội suối, trèo đèo, đi qua các điểm Càng Nàng, Hồi Xuân, Phú Lệ, lên suối rút Hòa Bình, qua Cò Nòi, Thuận Châu, đèo Pha Đin rồi đến Tuần Giáo vào trận địa. Bà Lê Thị Miên cho hay: Ngày ấy, tôi vừa gánh hàng vừa làm nhiệm vụ tiền trạm, đấu nối nhận, giao hàng. Trên đường đi, chị em nào quá mệt hay bị thương thì tôi san hàng, gánh thay cho họ. Mỗi người gánh 15 cân, được bỏ vào hai cái bồ. Cứ thế, đoàn người đông như kiến nối đuôi nhau, lần theo ánh đèn dầu mà đi, như dài vô tận ấy. Không ít lần trên đường đi, tôi thấy gạo vứt dọc đường. Lúc ấy chỉ biết động viên chị em nhất quyết không được để phí hạt gạo nào, bởi tiền tuyến không có gạo ăn, trong khi ở đây gạo lại vứt phơi mưa phơi nắng là có tội. Mở đầu đợt chuyển lương thực, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, Trung ương giao Thanh Hóa huy động và vận chuyển 1.352 tấn gạo, giao tại Hồi Xuân, 100 tấn thực phẩm, giao tại Sơn La. Đợt 2, đầu tháng 3 năm 1954, Trung ương giao Thanh Hóa huy động và vận chuyển 1.000 tấn gạo và 165 tấn thực phẩm, giao tại km số 22, đường 41. Thanh Hóa hoàn thành trước thời hạn 3 ngày. Khi chiến dịch chuyển sang giai đoạn kết thúc, do yêu cầu khẩn cấp của chiến trường, Trung ương giao Thanh Hóa huy động đợt 3 với chỉ tiêu 2.000 tấn gạo và 282 tấn thực phẩm. Lúc này, thóc dự trữ của tỉnh không còn, mùa cũng chưa đến kỳ thu hoạch. Nhân dân đã dốc bồ, đổ thúng, cung cấp cho tiền tuyến những hạt thóc cuối cùng. Nhiều gia đình phải ăn ngô non, khoai sắn thay cơm, dành gạo cho tiền tuyến. Thực hiện quyết tâm của Trung ương để có đủ lương thực cho bộ đội ăn no đánh thắng, Thanh Hóa chủ trương huy động nhân dân ra đồng cắt tỉa từng ré lúa, bông lúa đã chín. Kết quả được 5.000 tấn thóc cung cấp kịp thời cho mặt trận. Vụ hè năm 1954, trên giao 28.000 tấn thóc thuế, Thanh Hóa đã huy động tới 34.927 tấn, vượt chỉ tiêu được giao. Tiếp lời bà Miên, bà Lê Thị Khuê, tiểu đoàn phó phụ trách đại đội dân công gánh bộ, 152 người, phục vụ lực lượng mở đường 41, từ suối rút đi Sơn La. Nay, bà trú tại đường Quang Trung 2, thành phố Thanh Hóa, kể rằng: Vất vả nhất với đội nữ dân công gánh bộ là những ngày đèn đỏ. Thời bấy giờ, giấy vệ sinh không có, nước nôi phải dựa vào các con suối dọc đường, nên chị em nào cũng phải dự phòng đầy đủ phụ tùng trước khi lên đường. Trường hợp mà gặp sự cố giữa đường thì phải nhờ người khác gánh hộ để tránh đi nơi khác mà xử lý. Nữ dân công chân đất. Đó là ký ức của bà Hoàng Thị Sử, nay sống tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột. Quê bà Sử ở xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ, chỉ cách cổng vào đền Hùng một quãng. Đi du kích từ năm 17 tuổi, đến năm 1953, cô gái 20 tuổi Hoàng Thị Sử cùng người dân trong xã được huy động đi tải gạo cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Bà Sử kể: Thời ấy, cả làng cả xã được huy động tải lương, tải gạo, chuẩn bị cho chiến dịch. Tôi đi hai đợt. Đợt đầu kéo dài một tháng, gánh gạo từ Phú Thọ lên Mai Châu, Hòa Bình. Mỗi người một quang gánh, hai cái sọt lót lá ở hai đầu gánh 30 cân gạo cùng với 3 cân gạo ăn, quần áo. Đường đi thì rất khó khăn, địch bắn phá ác liệt lắm. Đợt ấy tôi nhớ nhất là cái đêm đoàn dân công xã tôi ấy, cùng với đoàn dân công xã Cao Thắng nghỉ lại tại một nhà sàn của bà con dân tộc trên đường. Đoàn xã Cao Thắng thì nghỉ trong nhà sàn, còn đoàn xã tôi ấy thì nghỉ ở dưới gầm sàn. Bà con thường nhốt bò, nhốt lợn nên là gầm sàn nó hôi hám ngột ngạt. Vì thế đến gần sáng, đoàn xã tôi rủ nhau ra nghỉ ở cánh rừng gần đó. Thế nào mà máy bay Pháp bỏ bom trúng cái nhà sàn ấy, đoàn dân công xã Cao Thắng ở trong nhà chết hết, chẳng còn một ai. Ác liệt, đau thương như vậy, nhưng việc phục vụ cho chiến dịch không thể dừng lại, không làm sờn lòng những chàng trai cô gái còn rất trẻ. Đợt tải lương thứ hai, bà Sư cùng đoàn dân công gồm 60 người, trong đó chỉ có 12 nữ, gánh gạo từ Phú Thọ lên binh trạm ở Sơn La. Đường đi rất khó khăn, đèo cao, dốc ngược, suối sâu, trời mưa dầm liên tục. Bà Sư nhớ lại: Để bảo đảm bí mật, dân công cứ đêm đi, ngày nghỉ. Đường thì chỉ có một cái lối mòn, còn hai bên là rừng. Đường cũng mới làm nên là gốc cây còn lởm chởm trên mặt đất. Ấy thế mà chúng tôi đi chân đất, làm gì có dép mà đi. Chân đi đất đến nỗi chai lại, thâm xì. Khoác áo tơi bằng lá cọ che mưa,
cứ 5 người thì được phát một bó đóm lập lòe soi đường đi. Xuất phát lúc 5 giờ chiều, thì đến 5 giờ sáng nghỉ lại dựng lán, nấu ăn, rồi lót áo tơi làm chiếu nằm ngủ. Ai cũng được phát một chiếc lon đục lỗ để sâu quai làm nồi nấu ăn. Thức ăn chả có gì, chỉ có mỗi muối với rau rừng hái được. Cũng có lần gạo không đủ ăn, phải ăn bắp xay. Có lần về đến trạm, do gạo ở tuyến dưới chuyển lên không kịp, nên gạo gánh đi cho trận địa không có đã đành, mà gạo ăn cho dân công cũng hết. Chúng tôi đã phải nhịn đói suốt 7 ngày đêm, phải cầm hơi bằng măng, quả vả rừng. Mối nguy hiểm trên đường đi thì nhiều lắm. Chả cứ gì phải là bị địch bắn phá, thả bom, mà còn là nỗi sợ cọp beo hay những ngọn đèo như đèo Cón dốc đứng. Đường hẹp với một bên là vực thẳm mà chỉ cần sảy chân là tan xương nát thịt. Có lần, đoàn dân công của bà phải ngủ ở một bãi bồi giữa suối, đã nứa trải lá chuối để ngủ. Nửa đêm, nghe tiếng cọp gầm đến nỗi chẳng ai dám ngủ. Nhưng nỗi ám ảnh nhất đối với một cô gái 20 tuổi lại là vắt. Mưa dầm liên tục, không khí ẩm ướt nên vắt nhiều vô số kể, khiến các nữ dân công trong đoàn sợ chết khiếp. Đợt ấy, đoàn dân công của bà Sứ gánh được 5 chuyến gạo. Gian khổ vất vả đến nỗi, sau đợt đi ấy, bà Sứ bị một trận ốm nặng rụng hết tóc. Anh rể của bà cũng là dân công, bị sốt rét ác tính và chết vì không có thuốc chữa. Sau hai đợt tải gạo ấy, bà Sứ về lại đội du kích, công tác trong đoàn thanh niên xã, cùng bà con vá áo, nấu nước cho bộ đội qua làng. Bà Sứ còn nhớ tin chiến thắng Điện Biên Phủ về làng, bà con vui mừng như hội, giết gà vịt đãi đoàn quân chiến thắng. Với cá nhân bà, niềm vui còn nhân lên gấp bội khi đúng vào năm 1954, bà vinh dự được kết nạp đảng. Ký ức mãi xanh của người dân công hỏa tuyến. Trong ký ức của người cựu chiến binh Ngô Văn Thủy ở Buôn Ky, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuật, quãng thời gian tham gia dân công đi vận tải lương thực cho chiến dịch Điện Biên Phủ là những tháng ngày nhiều gian khổ, ác liệt nhưng cũng đầy hào hùng. Mỗi khi nhắc đến Điện Biên Phủ thì ông dường như khỏe lên rất nhiều, dường như được sống lại thời tuổi trẻ nhiệt huyết, khí thế sục sôi của ngày ấy. Ông tham gia dân quân du kích ở địa phương xã Yên Tiến, huyện Cát Đằng, tỉnh Hà Nam Ninh cũ, năm 16 tuổi. Khi ấy, lực lượng ta còn mỏng, địch đánh rát nên phải rút lui. Xã đội cho phép ông đưa gia đình đi tản cư. Đến năm 20 tuổi, ông đi dân công hỏa tuyến phục vụ chiến dịch Tây Bắc năm 1952, rồi chiến dịch Thượng Lào năm 1953 và tiếp đó là chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông kể lại như lời tâm sự. Tôi tuổi cao cũng đã lẫn lắm rồi. Có chuyện thì còn nhớ, nhưng cũng có chuyện đã quên. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ không khí sục sôi khi ấy. Thanh niên lứa tuổi tôi, không kể là gái trai đều tham gia kháng chiến và những công tác phục vụ kháng chiến. Khi tham gia dân công, tôi có chiếc xe thồ, mỗi lần chở được khoảng 1,5 tạ gạo. Đấy là tôi chở được tầm trung bình thôi. Còn có nhiều người đạt kỷ lục như là chiến sĩ dân công Ma Văn Thắng, còn chở được hơn 3 tạ một chuyến cơ. Để tăng khả năng chuyên chở cho xe đạp, chúng tôi buộc một thanh tre và trục yên xe làm cọc thồ để giữ thăng bằng và làm điểm tựa để đẩy xe đi dễ dàng hơn. Ngoài ra còn hàn thêm sắt, buộc thêm gỗ vào khung xe. Lốp của xe cũng được quấn thêm vải từ quần áo cũ hoặc là quấn thêm xăm cũ nhằm tăng độ bền. Chúng tôi cứ ngày nghỉ, đêm đi, thắp đèn dầu, đèn chai buộc vào phốp của ghi đông xe đạp để soi rõ đường đi và cũng để tránh cho máy bay của địch ở phía trên nó không phát hiện được. Chúng tôi được tổ chức thành từng đội, từng đoàn, có xưởng sửa chữa lưu động với bộ đồ nghề, phụ tùng thay thế để sửa chữa kịp thời ngay trên đường đi, không để cho chậm trễ hành trình, bảo đảm là không có ai bị rớt lại phía sau. Đến những trạm dừng chân thì chúng tôi làm lán, chặt lá chuối làm mái che để nghỉ tạm. Thức ăn của mỗi người trong các chuyến thồ thì chủ yếu là muối này, rau rừng. Thỉnh thoảng thì có thêm đường để mà ăn với cơm. Ròng rã một năm trời như vậy, trải qua bao đồi dốc, suối sâu, qua các cung đường với nhiều chuyến vận chuyển để tải gạo đến Mộc Châu, Sơn La, rồi lại lên đến Điện Biên Phủ. Có những đoạn đường dốc cao, một người không thể đẩy xe lên được thì người này phải dừng xe lại rồi đẩy hộ người kia, giúp đỡ nhau cùng vượt dốc. Những khi trời mưa, người thì có thể bị ướt, chịu rét, nhưng mà phải bảo đảm hàng hóa này, lương thực là không được bị ướt, cũng không được bị hư hỏng. Dù khó khăn là như vậy, nhưng mà ai cũng nhiệt tình,
quyết tâm phấn đấu trở được thật nhiều. Để giảm mệt mỏi, mọi người trong đoàn lúc nào cũng trêu chọc nhau, cười đùa vui vẻ lắm. Bên cạnh việc phải tránh máy bay này, bom đạn của địch, thì chúng tôi còn đối mặt với nguy hiểm từ thú dữ khi mà phải đi qua những vùng rừng có nhiều ranh nứa rậm rạp. Đã có một đồng chí trong đoàn của chúng tôi bị beo nó vồ, tha mất người đi. Một kỷ niệm trong chiến dịch cũng làm ông nhớ mãi. Đó là khi kết thúc thắng lợi, ông cùng với đông đảo các chiến sĩ dân công được nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp thông báo về chiến thắng. Khi ấy, ông đứng khá gần với Đại tướng, nghe rõ lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp tuyên bố: "Chúng ta đã chiến thắng hoàn toàn." Mọi người khi ấy ai cũng phấn khởi, vui mừng và rất xúc động, hò reo vang dội. Qua lời kể của người dân công hỏa tuyến già, những kỷ niệm cứ đan xen ùa về. Bên cạnh những niềm vui vất vả, còn là những mất mát hy sinh không thể nào quên được. Và đó cũng là những mảnh ghép ký ức mãi xanh trong tâm trí của ông. Với khẩu hiệu, mỗi kg lương thực vào đến mặt trận là một viên đạn bắn vào thực dân Pháp, nên dù có gian nan vất vả là thế, nhưng không ai muốn nghỉ, không ai muốn mình tụt lại phía sau. Họ đã góp những chiến công thầm lặng tạo nên năm tháng lịch sử hào hùng, phải không các bạn? Hãy để lại cảm nhận và tên nhân vật mà bạn muốn tìm hiểu xuống phần bình luận của video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!